quá đẹp luôn. File là có cái chuyển từ cái điện thoại trên sách điện thoại cô là file. Còn tôi đi làm hình thì tôi sẽ làm hình tôi đưa cho chị. Hãy vườn hoa thành phố này. Vườn hoa thành phố Đà Lạt này. Vườn hoa thành phố Đà Lạt đây anh em ơi. Đấy, anh em đang tản vườn hoa thành phố Đà Lạt. Vườn hoa thành phố Đà Lạt này cả nhà ơi. Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Hoa đẹp không? Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Hoa gì? Đây là hoa gì em ơi? Hoa gì đây đẹp thế nhỉ? Hoa gì đẹp quá. Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Tôi tưởng bỏ quên điện thoại trên xe. Không, em có bỏ quên đâu. Các bác cứ bỏ quên xong rồi em lại phải tìm cho các bác đấy chứ. Em có bỏ quên, em mà bỏ quên làm sao được. Vườn hoa thành phố. Em đúng không? Em đúng không? Em chụp cho chị đúng không? Đây chị quay thêm một tí nữa xong em chụp cho chị từ ngoài vào trong nhá. Em cứ yên tâm, mày cứ đi theo tao mày kiếm luôn. Không phải chụp cho ai nữa. Ôi bẩn máy nó bẩn rồi. Quay có mặt chị một cái. Cứ quay đi. Xin chào nhá, xin chào cả nhà, nhà nhá, đang có trực tiếp đây, Thuận đang có trực tiếp đây. Xin chào nhá, xin chào cả nhà nhá. Ra chỗ kia một tí nữa là để ngắm chỗ này xem nào, xong rồi thôi chẳng nào. Đấy. Xin chào nhá, hẹn gặp lại nhá, tí nữa lại quay phát trực tiếp.